khi các chú các bác đu chen khiến giới trẻ trầm trồ, hóa ra tuổi tác không hề quan trọng đâu. Đừng tưởng chỉ có giới trẻ mới chơi TikTok, đu chen. Hội các chú các bác một khi đã gia nhập đường đua thì cũng dữ dằn lắm đó nghen. Ai mà nghĩ một ông bác đầu hói lật người một cái thành người có cơ bụng 6 múi cuồn cuộn rồi chống đẩy như này nữa chứ. Ông bác còn cho thêm một phiên bản tương tự với sự trợ diễn của cô gái trẻ khiến nhiều chàng trai chạy theo không kịp. Để xem ông bác uống nước này sẽ biến hóa ra sao? Chẳng lẽ là chen đổ nước biến hình à? Tuy không phải như dự đoán nhưng mà màn con play này cũng đỉnh quá rồi. U là trời, áo sơ mi đỏ cùng màn lắc hông này, nếu không nói thì làm sao tôi biết phía sau lớp khẩu trang kia là một ông chú trung niên cơ chứ. Đến cả ông bác chăn lợn cũng có thể biến hình thành xoáy ca tóc trắng phong trần này. Không đu một mình, ông chú này rủ con gái cùng đu, từ hai bố con thành ông trùm và cô trợ lý, quá đỉnh luôn rồi. Được. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra thích thú và cho rằng, thật ra tuổi tác không quan trọng lắm đâu, mình thấy đẹp thì mình xem thôi. Bạn nghĩ sao về những màn đu chen biến hình của các ông chú, ông bác này? Chia sẻ cùng TV nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.